Riverside Residence, một địa danh thanh thế ven sông, tọa lạc kế bên bờ sông. Ngay mặt tiền đại lộ thương mại Nguyễn Lương Bằng, Riverside Residence sở hữu một vị trí độc đáo khó nơi nào sánh. Hãy cảm nhận từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống từ những tiện ích cộng đồng như quảng trường với cảnh quan rộng mở hướng ra dòng sông, hoa viên xanh mát, hồ bơi, sân quần vợt, trung tâm câu lạc bộ, lối tản bộ ven sông và các cửa hiệu mua sắm tiện lợi. Cuộc sống tinh tế tại Riverside Residence kiến tạo nên những tâm hồn đẹp, tô điểm cuộc sống. Nhà xe rộng rãi, nhiều cửa hiệu tại tầng 1 và tầng 2. Cầu đi bộ trên không liên kết các tòa nhà, giúp bạn tận hưởng cuộc sống thú vị. Riverside Residence, cộng đồng thanh thế ven sông, tô điểm cuộc sống.